cái kiểu người chơi thường gặp trong Lock Mango. Người chơi hiểu nhiều tiền nhưng siêu may mắn. Mở 10 lần các bạn, lúc nào mình cũng mở 10 lần các bạn. Đấy, mình sẽ mở liên tục như này, mình không cần nhìn luôn các bạn. Đó, mình sẽ tiêu hết 10.000 luôn. Lần này mình sẽ tiêu hết 10.000 đi rồi xong bắt đầu mình mới mở đường kim cương các bạn nha. Đây. A few moments later. Ui thổi sắc à. Người chơi hại bị nghiệp quật. Anh đù. Đây là thành phố tội phạm nên mình đánh ngắn luôn. Đập xe luôn, đập xe luôn. Nghe bạn nữ đây. Bạn nữ này đã đánh mình. Bạn sao bạn đó đánh được. Mình đúng không? Bạn đánh mình không? Bạn đánh mình đúng không? Này. Nó quay lại nó tông mình là tới công chuyện. Ý. Rồi xong hết luôn, nó cày thế nhỉ. No bạn hiền, đừng cướp, không có trong đó đâu, không có gì đâu bạn ơi, đừng cướp bạn ơi. Chuẩn bị sợ hãi đi con dời, chuẩn bị sợ hãi đi con dời. Cày thế nhỏ, nó còn có một mao à. Người chơi hại tâm linh. Ờ đó cơ gì đây. Ủa sao có nút khen. Các bạn ơi, anh em xin lỗi. 12 giờ đêm mà mình chơi game mà mình gặp là sao ta. Trời ơi, cứu tôi. Người chơi hại học sinh của thầy Lộc Phụ Hồ. Đấy, có cái máy nó che các bạn. Đấy, như thế này. Đấy, trời ơi, nó có một cái nét gọi là nó liền mạch các bạn. Nhìn nó gọi là bút phẹt lè anh. Sai. Mua block mà nên đâm ra là các bạn cứ yên tâm, các bạn muốn mình xây gì là mình xây cho các bạn hết luôn, có thể luôn. Mình là người gọi là sâu tâm, rất là tận tâm với nghề xây dựng, cái này mà nghề gọi là, nói chung là gọi tóm tắt theo Việt Nam thì gọi là nghề phù hồ đấy mà. Ok.